Biển sóng rất là đã luôn chị ha. Đó. Đây. Bảo Điều muốn sẵn mến chào quý cô chú chị khách hàng mình nha. Hiện tại Điều đang ở đây là ở ngay biển Hồ Tràm anh chị ha. À, mấy nay thực sự ra là bão nhiều quá, đâm ra là nay khách du lịch cũng không có đi chơi nhiều anh chị, đặc biệt là ra biển anh chị. À, khách du lịch ít đi anh chị ha. À, hôm nay thì cũng không phải là cuối tuần, đâm ra cũng vắng cái khách anh chị ha. Với lại giờ này cũng giờ trưa rồi, cũng không ai tắm biển anh chị. Đó, biển ở đây thì cát, bãi tắm này rất là sạch sẽ anh chị ha. Chỗ này em đi đang đứng là ngay chỗ bãi biển tắm công cộng của biển Hồ Tràm anh chị. À, em đi ở đây là ở biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Đó. Ở trong khu vực này thì khu vực ăn uống vui chơi của khách du lịch anh chị nha. Đó, chòi nghỉ mát rồi cây xanh nè, có ghế ngồi ha. Và phía trong nữa là có là cái chợ hải sản tươi sống phía trong này. Đó, nguyên dãy phía trong luôn ha. À, mình có thể là mua ở đó rồi đem về làm quà, hoặc là có thể là cho người ta chế biến tại chỗ để mình ăn ở đây luôn anh chị. Ở trong này ha. Đây gió rất là mát luôn chị. Thì nay em đi có một cái sản phẩm ha, chủ gửi bán rất là rẻ luôn. Thì cái lô này là tổng diện tích là gần 500 mét vuông. À, có là gần 15 mét mặt tiền và có sẵn là 150 thổ cư ha, và có hướng nam luôn nha, đặc biệt là có hướng nam hướng ra biển luôn, view biển luôn anh chị. À, cách biển đường chim bay thì khoảng lâu đó là vài trăm mét thôi. À, và đi theo đường bộ bình thường thì khoảng đi gần một cây là mình ra tới ngay bãi biển tắm công cộng này rồi. À, bên này thì cái dự án của Suntory Hồ Tràm đang làm giai đoạn 3 bên này ha. À, đang rào lại đó chị ha. À, và cái khu vực em đi tới đây á, đang đi đây á, là cái khu vực phố đi bộ của Hồ Tràm vậy ha. Phố đi bộ, và ngoài này thì có những cái set up của cái set up tiểu cảnh rồi này kia để khách du lịch có thể chụp hình đó chị ha. Bên cái khu vực mà em đi quay đây này là công viên, và cũng như là quảng trường ha, và bãi đậu xe của du lịch du khách du lịch bên này ha, hướng bên này. Đó, còn bên này thì có đây là đường phố đi bộ này đó, và có những cái khách sạn hoặc là homestay rất là lớn luôn ha, đang xây dựng. Về cái vấn đề ăn uống dưới này thì cô chú chị mình yên tâm nha, về cái giá cả này kia là có bảng giá cụ thể hết, đâm ra là dưới này không phải là thuộc dạng du lịch và bị chặt chém gì đâu anh chị, nên là du khách rất là thích về điều đó anh chị. Giá cả giá thị trường hết, có đầy đủ hết, lại có những cái quyết định xử phạt này kia đó, người dân cũng sợ anh chị ha. Cũng không dám là bán bậy anh chị, chém khách du lịch là bị bế luôn anh chị, bị người ta xử phạt luôn chị ha. Đó, ở đây thì có ban quản lý khu khu du lịch ha. Đó, đây là ủy ban ban quản lý khu du lịch. Đó. Và có bãi đậu xe đồ rất là trật tự anh chị ha, quy hoạch rõ ràng đâu ra đó ha. Đó. Rồi hướng này mình chỉ thẳng là đụng ngay tỉnh lộ 328 này ha. Bây giờ em Điền sẽ xin mời cô chú chị ha đi theo chân em Điền để em Điền review cái bất động sản đó nha, review chi tiết luôn. À, bây giờ em Điền từ cái ngã tư Hồ Tràm đó, mình đang chạy ngược về lại hướng thị trấn Phước Bủ, cũng như là mình đi ra lại đường quốc lộ 55 anh chị ha. Thì từ ngã tư vô thì khoảng đâu đó là chưa tới một cây số anh chị ha, mình sẽ gặp ngay cái đường ngay cái chỗ giáo xứ Hồ Tràm đó mình chạy vô. Nói chung là bức sản này thì có rất là nhiều hướng đi anh chị. Đó. Thì em Điền đang đi đây là đi đường 328, đường đi xuống biển chính nè. Và hướng em Điền đi thì đi ra lại thị trấn cũng như là ra quốc lộ 55. Dân cư và buôn bán này kia rất là đông anh chị. À, kinh doanh đa số là nhà hàng ăn uống anh chị ha. À, khách sạn nhà nghỉ vân vân rất là nhiều. Cái bất động sản này thì em đi cũng xin được báo giá luôn ha, báo giá trước luôn cho cô chị mình để mình khỏi mất thời gian chờ đợi. Thì giá bất động sản mình thì đang giá cần bán nha, đang kẹt là chủ kêu là chốt đúng 4 tỷ 8 ha. Thì nói chung là chủ nói vậy nhưng mà em đi nghĩ là không thương lượng được nhiều thì mình có thể là thương lượng được ít anh chị. Đó, bớt được đồng nào hay đồng đó vậy ha. Thì giá này là giá rất là rẻ luôn, trước em Điền có quay một cái bất động sản kế đó luôn,
9 mét và sâu khoảng mấy chục mét á, thì nó hai mặt tiền đường thì đã là 4 tỷ rưỡi rồi ha. Nhưng mà bất động sản này là 15 mét đó, mà giá chỉ có 4 tỷ 8 thôi gì đó. Và xung quanh đó thì có những villa rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em Điền thì đang chạy tới đó, bất động sản mình đó ha. Rồi em Điền đã có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, mặt tiền đường nhựa này, có mương nước ha, rãnh cống này kia luôn đó, đầy đủ ha. Chỗ này thì về cái vấn đề mà điện nước thì đầy đủ rồi anh chị, không thiếu ha. Hồi nãy thì em Điền đi từ hướng này đi vào ha, đi bên hông cái giáo xứ Hồ Tràm mình đi vào đó, rồi đi cũng rất là gần đó. Thì nói chung là bất động sản mình thì có rất là nhiều hướng đi, đi hướng này cũng được ha, đường thông thương hết đó. Đường này thì được gọi là đường nhánh của đường ODA chị ha, có tên là đường nhánh của ODA thôi đó. Thì hồi trước em Điền có quay bán một bất động sản 9 mét đầu này ha, và chiều sâu cũng được đâu 50 60 gì đó, gấp hai mặt tiền. Thì đối diện cái lô 9 mét đó, cái lô 9 mét đó hiện tại là bán rồi đó, là hồi trước kia là 4 tỷ rưỡi anh chị. Và đối diện 9 mét đó là có một cái villa mới xây rất là đẹp luôn anh chị, kiểu là làm homestay đồ cho thuê đó anh chị. Nói chung về dưới đây thì về cái vấn đề mà khách sạn này, nghỉ dưỡng này, homestay này này kia là mọc như nấm luôn anh chị ha. Xíu nữa em điện quay lấy cam anh chị có thể thấy rõ luôn đó. Thì đó, hướng ra đây là anh chị thấy cần cầu đây nè, là ngay biển đó anh chị ha. Đó, người ta đang xây dựng resort ngoài đó đó. Đó, và có những cái biển phụ rất là đẹp luôn đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay lại vấn đề chính anh chị ha. Đây, bất động sản mình nằm ngay đây anh chị ha. Đó, anh chị có thấy rất là đẹp luôn đó. Bãi đất trống này anh chị nha, ranh thì từ giáp nhà này qua đây. Bất động sản mình chính xác nha, là tổng diện tích là 457,2 m2 anh chị, và có chiều ngang là 14,7 m anh chị ha. Từ đây qua bên này nói chung là thiếu 30 phân nữa là đủ 15 mét đó. Đông ra em Điền nói 15 mét cho mình nôm na cho nó tròn số đó. 15 mét ha, qua bên này và sâu vào trong á là 29,7 m anh chị. Đây giáp nhà này luôn, ranh mốc rõ ràng, cô chú chị mình yên tâm nha. Và nở hậu, bước sang mình nở hậu anh chị nha, nở hậu ra là 16,8 m, rất là đẹp luôn. Và bất động sản mình là đang có hướng nam anh chị, hướng ra biển luôn, rất là đẹp đó. Bất động sản mình mà xây khoảng 1 tấm 2 tấm thôi là mình có thể thấy được biển luôn rồi. Đối với em Điền nha, nếu mà so sánh với lô này với lại lô 9 mét á, lô 9 mét là bán rồi đó, nhưng mà để mà so sánh thì em Điền vẫn thích cái lô này hơn anh chị. Nó chiều ngang nó có anh chị 15 mét mà bên kia có 9 mét thôi, sâu quá thì cũng ấy ấy lắm. Nói chung là sử dụng thì cũng không hết cái chiều sâu đâu, nhưng mà có cái bề ngang nó tốt là gì, nó cũng bên kia nó cũng hơn cái mét vuông khoảng 100 hay 200 mét vuông gì đó thôi đó. Vào tới đây anh chị ha, vào giáp cái nhà này qua ha, đó là sâu tới đây là 30 mét đó chị, 29 mét 7 đó, làm tròn 30 ha. Đó, em Điền sẽ ghi trên đó là 15 sau 30 đó, cho chị mình dễ dễ nhìn, dễ hình dung ha. Về cái phần đất thì đất trống, hồi trước thì ở đây có một cái nhà, nhưng mà nhà nói chung là cũng xuống cấp rồi, nên là chủ này đập luôn ha, để lại phần đất trống ha, cũng không có gì để quay nhiều. Hướng thì hướng nam, hướng ra biển. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ à. Tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa, mình đi đi theo cái đường ven biển này ha, đường ven biển này sẽ được mở rộng nữa, tham ra mình xuống chắc tầm 1 tiếng rưỡi nha. Chỗ này thì mình mua đầu tư rất là tốt luôn, giá này giá ngợp anh chị nha. Thật sự ra là 4 tỷ 8 này thì người ta đang cầm ngoài rồi, là lãi ba anh chị, đang đóng cả 1 năm hơn, 2 năm hơn, 1 năm hơn đấy rồi, cũng nặng lãi rồi anh chị, cũng kẹt ngợp lắm rồi đó. Đường xá thực sự là 4 tỷ 8 là quá rẻ luôn chị ha. Để em tiền thêm một cái nữa ha, thêm một cái nó đặc biệt nữa kế bất động sản mình nha, là nó quy hoạch đường đường mở kế đất luôn đó. Đường mở kế đất này luôn, đường rộng cũng tương tự cái đường tỉnh lộ 328 ở phía ngoài anh chị. Đường rộng tương tự, mình sẽ đi nối thẳng xuống đường ven biển luôn anh chị ha. Đồng ra là nối thẳng xuống thì mình đi khoảng đâu đó 300-400 m thôi là mình có thể đi xuống biển rất là gần luôn. Đi xuống đường ven biển mình đụng ngay cái resort Santuri đó, đụng ngay đó luôn anh chị, rất là gần luôn. Và đường
đường này thì đang là quy hoạch thôi anh chị nha, chứ chưa có hiện hữu, nhưng mà em đề nghị sẽ làm, tại vì nó sẽ thông thương với lại mấy cái đường ngoài này á, mình đi ra tỉnh lộ cũng gần lắm. Quy hoạch này cũng có cũng tương đối lâu rồi. Đó, rất là đẹp. Từ vị trí này mà ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bộ cũng gần anh chị, khoảng đâu đó là 7 cây số thôi, 6 cây số, 7 cây số gì đó, cũng gần ha, cũng không xa lắm. Dưới này thì chuyên là đất du lịch ha, cái giá trị du lịch nó tiềm năng rất là lớn luôn ha. Rồi bây giờ em đi nhắc lại một lần nữa ha, 15m sâu 30, có sẵn là 150 thổ cư ha, và bán là 4,8 tỷ đó. Thì nếu mà cô chú chị mà không đủ tài chính mua thì mình có thể rủ bạn bè hay là anh chị em gì trong nhà đó, mình hùng nhau lại mua ha, và mình mua thêm 10m thổ cư nữa cho khoảng là 30 triệu đi, là vi vu anh chị. 30 triệu mua thêm 10m thổ cư ha. Và mình có thể là cắt đôi ra, mỗi lô là 80 thổ cư. Đó thì mình lên thêm 10 là tổng là 160 đó. Yêu cầu dưới này thì tách đôi thì phải mỗi lô phải có đủ 80 thổ cư mới tách đôi được anh chị ha. Đó thì mình tách đôi, hoặc là có thể mình mua đầu tư, mình phân lô tách thửa ra mình bán bớt cũng được. Nếu mà anh chị mà bán tách ra đôi ra bán thì ít nhất mỗi lô anh chị bán cũng phải được 2,7 tỷ, 2,8 tỷ là ít nhất anh chị. Mỗi lô đó ít nhất là vậy. Đó, rất là rẻ. Thì nói chung là đây là em đi tư vấn là bán giá này hiện tại thời điểm này nha, còn mà thời điểm sau thì em đi lên giá như thế nào thì em đi cũng chưa nắm chắc được đó, nhưng mà em nghĩ là giá hiện tại là bán giá đó là quá ok luôn vậy. Rồi cô chú gì nào mà quan tâm muốn sẵn thì liên hệ ngay số điện thoại 0786 68834 nha. Số điện thoại này là số của em đi. Em đi cũng xin được cảm ơn cô chú gì đã quan tâm và theo dõi kênh của em đi nha. Và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.